Hôm nay tôi mua là 8 quả pin, 8 quả pin của cái shop này, mua trên Shopee 8 quả pin 18650, và bỏ ra xem nhé, đóng gói chắc ghê nhỉ, quấn bằng dính ấy, chắc. Pin là bên này laptop dùng rồi, xem đo xem trông sâu hết nhỉ, 18650, pin nguồn chặt này, tháo laptop ra không biết có dùng còn ngon không. Ba bốn tám quả này là 3 V là 48, ba V 78, ba V 67, 352, 37. Bên này mà sạc đầy là được 4 V 2, 3 6, sạc đầy thì được 4 V 2, 3 V hết. Lắp vào pin, quả pin sạc dự phòng xem nào, để vào đây đã, chúng ta lắp vào cái quả pin dự phòng, 8 quả pin 80.000, tiền ship 18.000, 98.000, tay trọng lượng 0,4, 4 lạng. À, tạm ổn, thế là xấu, không biết là nó có bài nó tốt hay không, tính sau.